vào một buổi chiều, Hoàng Nghị Vĩ lái xe máy trên đường đi làm về, gặp phải một người lái xe ô tô trong tình trạng say rượu, chạy quá tốc độ cho phép, đã tông vào phía hông xe của Nghị Vĩ. Em trai, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nghị Vĩ, Nghị Vĩ, anh nhất định sẽ không sao đâu. Bác sĩ, em trai của tôi sao rồi? Bác sĩ, rốt cuộc là anh ấy bị làm sao vậy? Phần đầu của anh ta bị da đập rất là mạnh, xương bị gãy và khó thở, tim phổi cũng đều bị tổn thương rất nặng. Tạm thời tim phổi gần như không hoạt động. Hả? Tại sao lại như vậy chứ? Bác sĩ, ông nhất định phải nghĩ cách cứu anh ấy, tôi cầu xin ông. Xin cô hãy yên tâm, chúng tôi đang tiến hành mổ cấp cứu đây. Có điều cơ hội cứu sống anh ta chỉ là một phần nào. Nhưng nếu có thể cứu sống được anh ta, thì khả năng anh ta sẽ trở thành người thực vật là 95%. Tại sao Nghĩ Vị lại gặp vận nguy như vậy chứ? Chuyện này là vì sao? Đây chính là ác nghiệp mà Nghĩ Vị đã tạo ra quá nhiều, cho nên mới gặp quả báo như vậy. Anh à, em biết anh là một Phật tử thuần thành, phàm việc gì cũng đều coi trọng nhân quả nghiệp lực. Nhưng Nghĩ Vị rốt cuộc thì anh ấy đã làm sai chuyện gì, đã tạo ra ác nghiệp gì? Nó đã tạo ra ác nghiệp sát sinh. Trước đây anh đã khuyên nhủ nó rất nhiều, nhưng mà nó cứ đều cảm thấy không có sao, nhất mực không chịu hối cải. Vốn vĩ, Hoàng Nghị Vĩ là một đầu bếp trong một nhà hàng. Mỗi ngày anh ta giết mổ rất nhiều gà vịt, cá cua. Anh, sao anh lại tới đây? Anh đợi em một chút, đợi em làm thịt xong con gà này đã. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Em làm xong rồi. Em à, anh khuyên em hãy đổi nghề, đừng làm đầu bếp nữa. Tại sao vậy? Em cảm thấy làm nghề đầu bếp này cũng tốt mà. Nhưng em làm nghề này thì mỗi ngày đều phải sát sinh. Em xem, mấy con gà vịt cua này, sinh mạng của chúng đều chết ở trong tay em đó. Nhưng mà mấy con gà vịt này vốn dĩ là để cho chúng ta ăn, em không giết chúng thì người ta cũng sẽ giết thôi. Em như vậy không có một chút lòng bi mẫn, không biết quý trọng sinh mạng, tương lai sẽ gặp những chuyện không may. Em không tin là cái gì gọi là nhân quả báo ứng đâu. Sát sinh là tội nghiệp rất nghiêm trọng. Hơn nữa, đây chỉ là một phần trong những tội nghiệp của Nghị Vĩ. Một phần trong tất cả các tội nghiệp đã tạo. Chẳng lẽ anh ta còn có tội nghiệp khác nữa à? Đúng vậy, Nghị Vĩ không nên làm cho em mang thai ở trong tình trạng hai đứa chưa kết hôn. Thậm chí còn yêu cầu em đi bỏ thai. Tà dâm nạo phá thai cũng là tội nghiệp rất sâu nặng. Nào, uống một chút canh gà để bồi dưỡng cơ thể đi. Em mới vừa nạo thai xong, cơ thể rất yếu đó. Anh trai, anh đến chơi hả? Em đi ra ngoài với anh một chút. Anh có chuyện muốn nói với em. Nghĩ gì? Em làm sao lại có thể như vậy chứ? Em và bạn gái của em vẫn chưa kết hôn, thì làm sao ở cùng phòng được chứ? Anh à, bây giờ có rất nhiều người cùng đều làm như vậy cả. Chưa kết hôn vẫn có thể ở chung phòng được mà. Em như vậy là tà dâm đó. Tà dâm là hành vi không chính đáng, phá hoại luân thường. Còn là ác nghiệp làm bại hoại đi đức hạnh và phước báo của chính mình. Hả? Vậy à? Điều ác nhất là nó còn kêu em vì nó mà bỏ thai nhi đi, khiến cho đứa trẻ vô tội chết oan. Phá thai cũng bằng tội với giết người vậy. Em không nên trong lúc chưa kết hôn với bạn gái mà có hành vi giết hại sinh linh. Càng không nên khi không có cách gì để chịu trách nhiệm thì lại để có con. Em cứ tiếp tục như vậy là tự mình tìm quả ác đó. Thật không ngờ, bởi vì chuyện này mà khiến cho Nghĩ Vị tích tụ lấy nhân ác. Đúng rồi, vẫn còn một chuyện nữa cũng làm cho nó tạo nhân ác. Hả? Còn có chuyện gì nữa vậy anh? Mấy năm về trước, lúc mẹ anh bị tai nạn xe. Mẹ anh vì tai nạn ngoài ý mà mất đi, cả nhà đều bị sự đả kích nặng, gia đình gần như tan nát cõi lòng.
mẹ anh còn sống rất hiếu thuận với ông bà, ân cần chăm sóc ba anh, lại rất yêu thương mấy người con các anh. Cho nên mọi người đều khó mà chấp nhận được tin mẹ anh đột ngột qua đời. Mẹ ơi, làm sao mẹ cứ như vậy được chứ? Điều tại gã tài xế đáng chết đó. Là hắn đã giết hại chết mẹ, em muốn hắn thường mạng lại cho mẹ. Em đang làm gì vậy? Em muốn giết chết tên tài xế đã động chết mẹ đó. Em trai, em không nên làm như vậy được. Em mau bỏ dao xuống đi, mau bỏ dao xuống cho anh. Lần này Nghĩ Dĩ bị tai nạn xe, chính là vì nó luôn mang trong lòng nỗi oán hận sát sinh, ác nghiệp của nó tà dâm nạo phá thai, đổi lại với báo ứng thật đáng sợ. Vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Việc đã đến nước này, chúng ta có thể giúp Nghĩ Dĩ tụng kinh Địa Tạng nhiều một chút, cầu Bồ Tát gia hộ. Người thân của Nghĩ Vĩ tuy nước đến chân mới ôm chân Phật, vì anh ta mà cung kính tụng kinh Địa Tạng. Bởi vì ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng sau một tháng, tính mệnh của Nghị Vĩ đã ổn định, được chuyển từ phòng cấp cứu ra phòng thường. Nghị Vĩ, anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy đỡ nhiều rồi. Nghị Vĩ, trước đây anh không tin nhân quả, phạm nhiều lỗi sát sanh, hãy vì tương lai của chúng ta, anh không nên có những hành vi tư tưởng như vậy nữa. Đúng vậy, ngay lúc đầu em nên nghe lời anh, để đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như hiện nay, xem ra sau này em phải giống như anh, nghĩ nhiều hơn về những việc tích đức, không sát sanh, bảo hộ sinh mạng. Bệnh tình của Hoàng Nghị ngày một chuyển biến tốt hơn, tuy vẫn chưa thể ngồi dậy, nhưng anh ta so với trước đây càng quý trọng sinh mạng hơn, trong lòng cũng rất là hổ thẹn với những hành vi trước đây của mình, vô cùng hổ thẹn và đau lòng. Hoàng Nghị Vĩ vì tai nạn bất ngờ khiến cho mạng sống bị nguy khốn. May mà người nhà của anh ta đã hết lòng vì anh ta xoay chuyển vận mệnh, mới khiến cho anh ta vượt qua được nguy hiểm lần này. Do đó có thể thấy, làm việc thiện được quả báo thiện, làm việc ác tạo ác báo. Ở đây, chúng ta nên nhắc nhở mọi người, nhất định phải làm nhiều điều thiện, tích lũy công đức, để tâm luôn hướng về những điều thiện mà suy nghĩ nhiều hơn. Đồng thời, hãy đặt mình vào vị trí người khác, suy nghĩ thay cho người khác nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật.